Còn lần nữa con. Thành năm rồi. Thành năm rồi đếm nha. Kevin, Kevin phải đếm nha, đánh 5 cái rồi đó. Bây giờ là 1 mà hãy đếm 4 cái vô lại 4 cái cuối nha. 1 2. Rồi đánh lên nè, tập câu cuối nè. Tập câu kết nè. Câu cuối nha. Tập câu kết nè các bạn, các bạn câu kết nè. Câu kết nè. Rồi chuẩn bị. 1 2 3 4. Con tự đánh coi, tự đánh lấy khoát coi. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, đúng rồi. Cái cây này nó mắc quá. Rồi, nó chọn cái khác nha con. Ok, nhớ bài nha Kevin. Nhớ nha. Ok. Đánh cái miếng này.